xe ô tô 7 chỗ luôn. À. À thì đó, có hai nhóm, còn nhóm vậy sau là đây. còn nhóm sau này là tụi em không thấy, thì phải lại là hai anh em đi tìm. À, đi tìm mà thử là thầy có được mấy chú đưa đưa đi hay là đi bộ mà cũng không biết là nghỉ ngơi ở đâu nữa. Nhưng mà tìm học chiều giờ mình đi đi ngược lại là không thấy. Ừ, đi mấy vòng mà không thấy. À. Chắc là chắc là lên ô tô rồi nhưng Thì mà bây không giờ thấy không à? biết mới đi mới đi Không mới biết, đi mày hỏi mới chị đi hỏi nè, chị nè chứ còn biết đâu thì em không biết hỏi chị gì. à. Em chạy từ dưới kia 30 cây số đó, xa lắm đó. Dạ. Thầy đi cho luôn 2 giờ đó, Dạ, chắc đi thầy cho chưa? phát các 2 giờ. À, nếu mà thầy mà ở đây thì thầy phải nghỉ dừng chân cái nào chỗ đó là người ta biết rồi đúng không? Rồi bà con mình tới đến lễ rồi, Đúng rồi, tối đúng bà rồi. con mình tới tới coi rồi đó. Đúng rồi. Bây giờ không biết thầy tối nay thầy ở đâu, hay thầy về Gia Lan chưa rành hết ta ơi. Không thì mấy cán bộ nói là về Gia Lai thì mình tin đi chứ bây Gia giờ Lai mình đúng biết rồi, sao, ý là mấy thầy đây nè, mấy thầy chân còn trí mấy với thầy thì mình không biết nè là đi bộ hay ấy là là mấy đang ở đâu hay là đi bằng xe mình nói là mấy thầy chân trí với minh trí thì nè. đó, thì mấy thầy sau này Không biết đâu nè, đang đang thắc mắc nè. Còn mấy thầy kia là về Gia Lai an toàn đó, lên xe cán hay bộ là chở. mấy cán bộ gọi như là mời được đi rồi ta, thì theo anh nghĩ như vậy Anh nghĩ là chắc là mời đi luôn chứ không? không lẽ bây giờ chia hai nhóm tính đi đi hai xe. Tại vì tính ra là mười mấy thầy hết á chị, mười mấy thầy Mình tính là chẳng bên thầy nha, ở dưới kia là học sao, học chiều là năm sáu, năm với ba là năm tám, năm ba là ta tám, tám tên đây là năm nữa, tám năm mười hai mười hai với hai với người hai nữa là anh với lại kia mười là bốn, 14, ở đây tổng là 14 người hết là 14 người đó. đó chúng luôn đó, Hôm nay là đồng chỉ có trong đó chỉ ba người mình nước tên thôi, tại hai người mới nước tên thôi, còn những nước tên hết. Là được 6 thầy hay 7 thầy đó nhỉ? Năm, ở đây là năm, Năm thầy. năm Ở thầy đây đếm đây nha. Thầy Minh Trí Minh nè, Trí nè, đến là Minh Trí nè. Minh Rồi Dược, Trân Trí là 2, rồi Minh Dược là 3, thầy Vũ Vũ Trụ, Trụ là 4. thầy Minh Thành Minh Thành là 5, năm 5 thầy thầy Minh à. Thành, năm thầy á. À Năm đúng thầy rồi, à. hai thầy đi trước là 3 thầy đi sau. Đúng À, rồi, 5 đúng rồi, thầy dạ. năm thầy. 5 thầy. Rồi. Thì Bây giờ tụi em cũng hôm đi đi qua thì hỏi không thăm đếm, hôm bà qua mình con. thấy nhiều nhiều đi nhiều nhiều mà không đếm. Dạ. Thế hôm qua thì thầy lúc hôm qua thì đến đây là buổi chiều, là mấy thầy không có xin cơm xin gì hết á, là buổi Dạ. chiều Dạ. thì sáng nay thì mới có mấy thầy thì mới xin cơm, là do buổi sáng Hồi sáng có gì chị xin cơm không? thì cho cơm chứ, Chị cho gì không? cho Lúc hồi cơm sáng không không kịp quay cái clip cho đó. cơm chỉ cho mì tôm, Dạ. chỉ cho bà húc Mì tôm, mì tôm sống hả? mì tôm pha cho thầy ở chỗ bì chứ, Chị pha luôn hả? pha cho thầy Dạ. cho bì Dạ. với làm bà húc với là Dạ. bì đường Dạ. cho thầy Bật đường luôn hả? bịt đường nó hết nhà tiền là hết rồi sạch rồi. Dạ. Chị thấy thầy mấy thầy dễ thương không? Tôi Thấy là hiền không á? Tội ha, tội thường. dạ. Em tụi em cũng thương mấy thầy lắm. Thế là cho thầy, thầy Dạ. bảo cho thầy cái nước khác là thầy không bảo cho thầy bảo húc gì. Dạ. Học chiều cái cảnh mà lên xe mà bắt tay với thầy mà thầy buôn trộn là ông thầy Minh Tí với thầy là ông bắt tay với hai Thầy thầy Minh kia, Tử. thầy bên tự với thầy kia Là xúc động ghê luôn, nó. với thầy bên tên là thầy mà hay nói nhiều á, rồi bắt tay hai thầy đó. Trời ơi, Nhưng xúc mà động không luôn á. sao đâu, nhưng mà mấy chú cơ quan chức năng thì người ta Cho vẫn cơm làm nhiều việc đâu, chu thầy cũng chỉnh không mà. lấy nhiều đâu, thầy bảo lấy vừa đủ ăn thôi, chứ nhiều chị nặng thầy nặng nặng không không cầm nổi. Mình có hy vọng là về gặp được thầy Thế cũng được, cũng bên gặp tệ được mấy xong thầy là rồi được rồi, không gặp ha, Minh Tệ nhưng mà gặp mấy thầy là cũng được rồi, là được Minh Dạ. Tệ rồi. Chị thấy vui không? Vui không? Dạ, xúc động ha. Trong lòng vẫn Vẫn vui, phấn gặp khích. được thầy vẫn vui. Dạ. Mà được được khách thật ở nhà chị nữa Đó. là có duyên đấy, Vậy có gieo hút rồi duyên đó. Đấy. Nhà chị có hút á. Có duyên á, gieo. Cho tôi làm nè. À bà ơi, khi sáng gặp thầy không? Có gặp thầy không? Bà biết tiếng Kinh không? Bà biết bà người dân tộc ở đây hả? Có Hay chứ, là ở đây? mẹ Gia bà ở đây Chiên. có dân À, tộc dễ chiêng. Dế Chiên. Dế Lúc Chiên. lúc trưa gặp Dế thầy Chiên. không? Chỗ nào? Chú này nè. Mẹ Bà là người đàn bà Dế Chiên. Dế Chiên. À, Dế Chiên. Chứ Dế, không dế, dê e, dế, Chiên. Dế Chiên thì còn tên Chiên. kia là Hà Chiên. Rê. À, tên kia là Hà Rê rồi. Tròn này là dế chiêng hết Dế Chiên á. hết à, người Dế Tròn này là Chiên. dế chiêng hết á. Dạ. Người Dế Chiên. Người Dế À, Chiên. người Dế Chiên nha, cái chú Gặp vậy. thầy không? À, cái gặp thầy không? Chắc không biết à. À cả trị ơi, ai chạy là ơi. Úi À thì đó. trời ơi. Thì mày hồi sáng mày có thấy mấy thầy vào đây không? Thế mày không biết tiếng Kinh à? Thầy phải phải À, biết tiếng Kinh chứ. Thầy Biết phải tiếng Kinh nè. Thầy phải ở đây đây. À, thấy xe ở đây. Thấy xe đây. À. À, thấy vậy đây. Thầy Không phải ở hiểu, đây, không hiểu. thầy phải ở đây. À. Đây là chùa ấy, bước chùa là chùa ở quả ra mấy cô ta à. Ở cái mấy cô ta là gì? À. Mà chị ta. Dạ.
Đó, anh em mình nãy giờ trong đêm mà chạy đi tìm thầy, thầy Minh Trí với thầy Dân Trí. Bây giờ hỏi chạy hai anh em đi đó. Tìm. Đi tìm xem thầy là có đi bằng xe hay là đi bộ hay là đi bộ. Ngồi ở vị trí đó để hai anh em biết chừng. Biết chừng. Mà chị nói là đi bộ là an tâm rồi đó ha. Yeah. Đi bộ rồi, mà. Đi bộ. Dạ. Thì thấy dậy đi bộ mà tắm rửa nghỉ ngơi xong rồi thay đồ thay đạc xong đi bộ đi tiếp. Dạ. Dạ. Thôi em cảm ơn chị để chia sẻ nha. Dạ, cảm dạ. ơn chị rất nhiều. Rồi. Cảm ơn chị để, rất nhiều nha. Ngồi đây mình uống nước xong rồi mình đúng ngồi nước rồi đi chuyện đi. Dạ. Rồi. Rồi. Ok, cảm ơn chị nha. Cảm ơn chị nha. Dạ.